Chiều ngày 16 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thành An Hà Nội và một số công ty đơn vị có liên quan, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 8 bị can, trong đó có ông Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thành An Hà Nội. Kết quả điều tra xác định từ năm 2017 đến năm 2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh, vợ Thuyết, đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập sử dụng hai hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật, gồm hệ thống sổ kế toán nội bộ và hệ thống sổ kế toán dùng để kê khai thuế, quyết toán thuế hàng năm với nhà nước, khai mang số liệu kế toán, để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho nhà nước trên 400 tỷ đồng. Ngày 16 tháng 5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Võ Quang Phát, sinh năm 1974, trú tại tổ 5, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7603D và Bùi Tấn Bình, trú thôn 3, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7603D về hành vi giả mạo trong công tác. Theo đó, từ năm 2020 đến cuối năm 2022, khi một số tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu cải tạo xe cơ giới, nhưng trên địa bàn tỉnh không có đơn vị đủ chức năng thực hiện việc lập hồ sơ thiết kế, thi công xe cơ giới cải tạo, nên những người này đã liên hệ với Võ Quang Phát để bàn bạc, trao đổi thỏa thuận và thống nhất mua hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe khống với giá từ 6 triệu đồng đến 6,5 triệu đồng một bộ hồ sơ. Sau đó, Võ Quang Phát thông đồng cấu kết với một số đối tượng khác để lập khống 16 bộ hồ sơ. Ngoài ra, Võ Quang Phát và Bùi Tấn Bình cũng đã tự ý điền thông tin và họ tên của đại diện các cơ sở thi công vào 53 biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo trái quy định nhằm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh, sinh năm 1978, quê tỉnh Bắc Giang, để điều tra làm rõ hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, ngày 13 tháng 5, Nguyễn Văn Vĩnh và anh Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1978, quê Thanh Hóa, cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu tại một phòng trọ thuộc khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Giang và Vĩnh nảy sinh mâu thuẫn. Nguyễn Văn Vĩnh ra xe mô tô rút dao trong cốp xe quay lại đâm anh Giang rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng đã tử vong tại bệnh viện. Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết lúc 9 giờ ngày 16 tháng 5, trên địa bàn xã Bùm Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, xảy ra vụ án mạng khiến một người chết, một người bị thương nặng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng gây án là Lường Văn Quân, sinh năm 1989, quê quán ở xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Tại cơ quan điều tra, Quân khai do mâu thuẫn ghen tuông nên đã dùng dao đâm vợ. Em gái của vợ vào can ngăn cũng bị Quân dùng dao đâm bị thương. Sau khi gây án, Quân lấy xe máy đến thị trấn Mường Tè, bán được 8 triệu đồng, rồi tiếp tục đến ẩn náu ở đống lốp xe ô tô cũ, phía sau nhà nghỉ biên phòng khu 8 thị trấn Mường Tè. Sau đó bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Ngày 16 tháng 5, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện còn 36 công trình vi phạm, 56 hộ lấn chiếm phạm vi lòng hồ tại các công trình thủy điện với các mức độ khác nhau ở các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đức Trọng và Lạc Dương. Trong số đó, tại hồ thủy điện Đồng Nai 3, xã Đinh Trang Thượng, Di Linh, có 3 hộ dân xây dựng trái phép, kinh doanh du lịch trên mặt hồ với diện tích hàng ngàn mét vuông. Hồ thủy điện Đại Ninh, xã Ninh Gia và Phú Hội, huyện Đức Trọng có 22 hộ dân lấn chiếm đất lòng hồ, cửa nhận nước. Ngoài ra, tại hồ thủy điện Đồng Nai 4, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm có trường hợp người dân tự ý xây dựng nhà gỗ, bè nuôi cá quy mô lớn trong phạm vi hành lang, lòng hồ. Công trình thủy điện Đa Siat, huyện Bảo Lâm cũng xuất hiện nhiều trường hợp lấn chiếm xây dựng nhà kiên cố, nhà vách gỗ. Hồ thủy điện Carong No 2, xã Đưng Ca Nớ, huyện Lạc Dương có một số lồng bè nuôi cá trái phép trên hồ.
Hầu hết các trường hợp vi phạm nêu trên đã xuất hiện từ nhiều năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để. Trước thực trạng trên, Sở Công Thương kiến nghị tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm đối với các hoạt động vi phạm trong phạm vi bảo vệ đập hồ thủy điện trên địa bàn, thực hiện các biện pháp cưỡng chế tại vị trí xung yếu. Theo người dân sống tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, do thời tiết nóng lạnh thất thường, những ngày gần đây xuất hiện tình trạng các loại mối bay dày đặc vào ban đêm trên các tuyến đường có đèn điện, đèn cao áp và xâm nhập vào nhà ở của người dân. Người dân cho biết phải tắt đèn điện để ăn cơm, sinh hoạt vì mối rất nhiều gây ngứa và khó chịu, có thể rơi vào thức ăn. Ở một số nơi, người dân lại bẫy những con mối này để làm thức ăn bằng cách treo một bóng đèn sát chậu nước. Ông Kim Quốc Vương, một chuyên gia có kinh nghiệm 20 năm chuyên theo dõi, tư vấn và thực hiện các biện pháp diệt trừ mối, bảo vệ công trình xây dựng nhà ở của người dân, có cơ sở dịch vụ tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai cho biết. Đây là hiện tượng bình thường xuất hiện vào đầu mùa nắng nóng hàng năm, không phải bất thường. Mặc dù vậy, các tổ mối rất nguy hiểm cho độ bền của các công trình xây dựng và ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất nông lâm nghiệp. Do đó, ở nhiều nơi, thường phải tiến hành xử lý phòng trừ mối trước khi xây dựng công trình và các cơ quan bảo vệ đê điều cũng nên liên tục rà soát, diệt trừ các tổ mối để đảm bảo an toàn cho công trình phòng chống lũ lụt. Trần Đình Thắng thi đấu cùng 3 đối thủ từ Thái Lan, Myanmar và chủ nhà Campuchia tại chung kết hạng trên 89kg cử tạ nam trong chiều ngày 16 tháng 5 và đây cũng là nội dung cuối cùng mà đội tuyển cử tạ Việt Nam tham dự. Ban huấn luyện ban đầu đăng ký khởi điểm 206kg cho Trần Đình Thắng ở lượt cử đầu tiên nhằm gây áp lực tâm lý tới đối thủ trực tiếp là Rungsuriya Banja, Thái Lan. Trước mức tạ này, lực sĩ của Thái Lan đã đăng ký mức 195kg nên phải cử trước và thành công. Chính ở kết quả này, ban huấn luyện thay đổi chiến thuật thôi mức khởi điểm 206kg mà đăng ký lại là 196kg cho Trần Đình Thắng. Thắng đã nâng thành công, nhưng 2 trong số 3 trọng tài chấm điểm đã bấm còi cho rằng lực sĩ của chúng ta thực hiện phạm quy và không công nhận lực cử. Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam đã khiếu nại ngay lập tức. Sau khi xem xét, trọng tài quyết định lực cử của Thắng hợp lệ và công nhận mức 196kg. Tại lực cử thứ 2, Thắng tố tạ lên 209kg nhưng không thành công và chỉ tới lực cử đẩy thứ 3. Lực sĩ của chúng ta đã hoàn thành mức tạ 209kg cử đẩy, với thành tích tốt nhất là 150kg cử giật và 209kg cử đẩy. Trần Đình Thắng có tổng cử là 359kg. Mức tạ của Thắng đã được xác định là mức cao nhất của hạng cân, bởi Rungsuriya Banja đạt tổng cử thấp hơn một chút, 358kg, nên lực sĩ của chúng ta giành huy chương vàng, đối thủ người Thái Lan nhận huy chương bạc.